Tối 10 tháng 9, một ngày trước trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Palestine, thầy trò ông Trussier đã có buổi tập làm quen sân thiên trường. Và tại đây, nhiều chi tiết thú vị đã được hé lộ. Trong 10 phút đầu tiên, chiến lược gia người Pháp cho các cầu thủ khởi động nhẹ nhàng. Sau khi kết thúc phần khởi động, ông Trussier yêu cầu các cầu thủ chia làm hai nhóm, một nhóm mặc thêm áo bib màu vàng, nhóm còn lại vẫn mặc quần áo tập luyện truyền thống. Cả hai nhóm này đều thực hiện các bài tập truyền ngắn kết hợp với chạy chỗ. Theo quan sát, nhóm cầu thủ mặc áo tập luyện truyền thống đều là những cầu thủ chủ chốt như Quang Hải, Ngọc Hải, Tiến Linh, Tuấn Anh, Tấn Tài, Văn Quyết, Tuấn Hải. Nhóm còn lại mặc áo bib màu vàng đáng chú ý có sự xuất hiện của Hoàng Đức, Văn Toàn, Công Phượng. Với việc phân chia các cầu thủ thành hai top khác nhau, ông Philippe Trussier dường như đã có sự lựa chọn về đội hình ra sân trong trận gặp tuyển Palestine. Các cầu thủ mặc áo tập truyền thống khả năng cao sẽ là những gương mặt được xuất phát ngay từ đầu trong trận sắp tới. Thủ môn sẽ là Đặng Văn Lâm, ba trung vệ dự kiến sẽ là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh và tân binh Giáp Tuấn Dương. Hai hậu vệ cánh sẽ là Hồ Tuấn Tài và Phạm Trung Hiếu. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh và Đức Chiến. Trong khi ba cầu thủ đá cao nhất trên hàng công sẽ là Tuấn Hải, Văn Quyết, Tiến Linh. Nhiều khả năng, những cầu thủ như Hoàng Đức, Quang Hải, Công Phượng đều sẽ ngồi dự bị. Tuy nhiên, sau khi quan sát cách cầm quân của ông Trussier, đây không phải điều bất ngờ. Trước đó, trong cả hai trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2024, ông Trussier đều chờ đến hiệp 2 mới tung những quân bài chiến lược vào sân, qua đó xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu. Rõ ràng, với cách dùng người của mình, ông Trussier luôn ấp ủ những toan tính theo từng thời điểm của trận đấu. Còn nhớ cũng tại sân Thiên Trường cách đây 3 tháng, chính cầu thủ vào sân thay người là Tuấn Hải đã ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Syria 1-0. Đó sẽ là lý do để người hâm mộ tiếp tục chờ đợi vào tài thao lược của ông Trussier, khi lần này đối thủ Palestine cũng được dự đoán sẽ mang lại nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Trong khi đó, với Văn Quyết, việc có cơ hội ra sân lần đầu dưới thời ông Trussier sẽ là cơ hội tốt để ngôi sao này khẳng định mình tại đội tuyển quốc gia, điều mà anh vẫn còn thiếu trong thời gian qua dù thi đấu vô cùng thành công ở cấp độ câu lạc bộ.